Em chào các bác, hôm nay lên siêu phẩm có vỏ cho tất cả các bác nhá. Các bác ưng ý mẫu nào thì ủng hộ em các bác nha. Vì là hàng hôm nay em toàn lên hàng cán mun đẹp thôi. Con nào thì cũng đẹp, con nào cũng đẹp mà phù hợp với cái nhu cầu của mình. Bây giờ mình đi rừng già này, cần chặt dài chặt ngắn này thì mình đều có. Những cái con mà các bác đi picnic ấy, thì bác mình có thể tham khảo sang con mèo này cho em. Nói cho mèo này thì nhìn nó tương đối là đơn giản thôi các bác ạ. Một con mèo cán mun vỏ nhọn như thế này, một con mèo cán mun vỏ nhọn như thế này. Đấy, có lá chắn đồng vàng và có lỗ đồng ở đuôi dao như thế này các bác nhé. Đây, đây, rút ra tất cả bác xem. Lưỡi là 16 các bác ạ. Bản rộng phần rộng nhất rơi vào là gần 4 cm, 3,5 cm như thế này. Độ dày sống lưng rơi vào là 5 ly. Mèo nhỏ gọn để các bác đi rừng, hàng cả vỏ như thế này. Thì con này em đang để giá cho tất cả các bác là 480.000. Tại vì cái con này nó quá khá là nhỏ gọn ấy, thành ra là thực ra ấy, thì công cán mình cũng bằng đấy cả thôi. Sắt thép nó chẳng đáng là bao nhiêu, công cán thì như nhau. Tuy nhiên là những cái con nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì em để giá là 480k cho tất cả các bác. Thì gọi là vừa vặn để cho các bác sử dụng, mà cái giá cả của nó cũng vừa vặn. Đấy, thì các bác ưng ý thì mình ủng hộ em mã đầu tiên, dòng dao mèo đi rừng lưỡi 16 các bác nhá. Đây con đầu tiên đây ạ. Đây là mã đầu tiên. Mời các bác tham khảo theo mã tiếp theo. Con này cũng là một con để các bác mình có thể đi rừng được, đi phượt đi câu cũng rất được. Con này thì được làm bằng vỏ và gỗ mun. Cái vỏ này tương đối là hay các bác nhá. Cái vỏ con này tương đối là hay. Vân lạ xịn, nói chung là vân này thì khá là đẹp. Nếu mà để nói là vân đều thì con này vân tương đối là đều, các bác thấy không ạ? Để nói là đều thì vân này, con này tương đối là đều. Cho bác nào mà mình thích nhiều vân, nhiều đá thì các bác cứ tham khảo sang con này cho em. Nhiều vân veo mà không có con nào giống con nào thì các bác cứ tham khảo con này cho em. Cực kỳ là nhiều vân các bác nhá. Đấy, gọi là hàng độc luôn. Nhiều khi các bác chơi con dao mình còn phải phụ thuộc vào là cái vân nữa đúng không? Vỏ dao, chất liệu gỗ nữa chứ không nhất thiết phải là cứ lưỡi dao không đúng không ạ? Dày vào 5 ly các bác nhá. Có rãnh kẻ như thế này cho em này, có rãnh kẻ như này cho em này. Có lá chắn đồng, có lá chắn đồng, cán vót đốt trúc, chốt một đinh, hàng cả vỏ. Hàng cả vỏ. Em đang bán con này với giá là 580.000 một em. Đấy là mã thứ hai. Đến mã thứ ba thì giới thiệu với các bác là một con dao cả vỏ như thế này. Con này thì em lại lấy nhầm cái vỏ. À đúng, cái vỏ của nó rồi. Đấy, con này thì là hiện tại vỏ của nó đang là gỗ mun, cán thì một tầng mun và một tầng cán gỗ cẩm chì. Thì sau đây thì em sẽ rút dao cho tất cả các bác cùng xem. Lưỡi dao vào là 21, hàng cả vỏ. Dày vào 5 ly, con này tương đối là dài. Con này lưỡi 21 liền, cho bác nào mà thích dòng lưỡi dài thì mình có thể tham khảo con này giúp em. Hàng cả vỏ gỗ mun như thế này các bác nhá, hàng cả vỏ gỗ mun như này. Hôm nay em để giá cho tất cả bác em này có giá là 580.000 một em ạ. 580.000 một em. Các bác sẽ thắc mắc là tại sao mà hàng nhỏ con kia nhỏ hơn con này nhưng có giá nó giống nhau. Thực sự nó gọi là sắt thép thì nó tương đương nhau thôi. Quan trọng là cái công mình làm, ví dụ như con này nó có thêm lá chấn đồng thì giá cả của nó cũng sẽ nhích hơn một tí các bác nhá. Ví dụ như hai con này sắp tới đây thì các bác sẽ nhìn hai con cơ bản lưỡi nó sẽ giống nhau, thì sau đây em sẽ mở cái phần lưỡi của con đầu tiên nhất. Nhưng mà trước khi đến lưỡi thì mời các bác xem, ví dụ như con này nó đang là dòng cán giọt này, các bác thấy không ạ? Con này nó đang là dòng cán giọt này. Đấy, vỏ gỗ mun như nhau rồi. Con này cán giọt và có lá chắn đồng này. Đây, đây con này cán giọt có lá chắn đồng nhá. Mời các bác tham khảo cái lưỡi cùng em. Mời các bác tham khảo lưỡi của em. Đây, lưỡi nó là nhám hai mặt như thế này các bác nhá. Lưỡi con này là nhám hai mặt như thế này cho em. Đấy, lâu quá rồi, con này em để sót lâu rồi, chưa mài lại cái lưỡi. Thì chắc chắn là trước khi gửi cho các bác thì bao giờ cũng sẽ mài lại cái lưỡi, nó sẽ sáng bóng như con này các bác nhá. Mài lại cái lưỡi nó sẽ sáng bóng như con này này. Đấy, mài lại cái lưỡi nó sẽ sáng bóng như con này cho em. Đấy, hàng nhám hai mặt, hai cái con này lưỡi giống nhau, vỏ giống nhau, nhưng mà khác nhau này, các bác thấy không ạ? Khác nhau ở phần cái cán, như con này làm cái cán thiết kế rất là tỉ mỉ và cẩn thận hơn rất là nhiều. Đấy, gọi là vót tay rất là mất công, mất sức này, gọi là thiết kế tỉ mỉ cẩn thận hơn. Ba tầng khâu này, ốp đồng ở đuôi này, như thế này cho em. Đấy, hàng vỏ là vỏ gỗ mun này. Em vào vỏ cho tất cả các bác xem lại nhé. Như thế này thì nó sẽ cực kỳ là đẹp. Để các bác mình trưng chơi treo chẳng hạn. Mình trưng chơi treo chẳng hạn thì mặc một con hàng như thế này thì cực kỳ là đẹp các bác nhé. Em bỏ dao ra khỏi lưỡi cho các bác xem nào. Để cả vỏ cả cán nó sẽ như thế này các bác ạ, tuyệt vời. Đây là hàng cả vỏ cả cán sẽ như thế này các bác nhé. Thì con này em đang có giá là 860.000 một em. 860.000 một em các bác ạ. Đấy là mã 860. Còn mã này nó giống nhau đúng không? Các bác thấy chất liệu lưỡi nó cũng giống nhau các bác nhé. Lưỡi đánh nhám giống nhau và chất liệu lưỡi giống nhau.
Tuy nhiên là nó khác cái cán và khác cái kiểu cán của nó thôi. Khác cái kiểu cán của nó thôi, công mình sẽ không mất công phu bằng. Thì con này đang có giá là 780.000 một em ạ. Con này đang có giá là 780.000 một em. Các bác ủng hộ ưng mã nào thì ủng hộ em qua cái Zalo của em là 0347 753 780. Nói chung là hàng mình bán lâu rồi nhưng không phải là ngày 1 ngày 2 nên là uy tín thì chắc chắn là có rồi các bác nhé. Các bác yên tâm, trong quá trình sử dụng thì bao giờ em sẽ có cái trường hợp gọi là nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì em vẫn là lỗi một đổi một, hoặc là mình sẽ có chính sách bảo hành hợp lý cho tất cả các bác. Cái đấy gọi là hàng thủ công nên mình vẫn nhấn mạnh cái điều đấy, ở mình không thể khẳng định là 10 trên 10 được. Đấy. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái clip ngày hôm nay của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip lần sau của em các bác nha. Xin chào ạ.